dù là nhiều lúc sóng gió hay khi thất vọng, niềm tin luôn vững trong tim rồi ta sẽ vượt qua. Xin tình yêu Thiên Chúa ở cùng với chúng con hôm nay và mãi mãi. Ngày ta hạnh phúc tay đang trong tay, muôn hoa thắm đón ta đến với Ngài. Ta nhìn nhau hứa trọn đời cùng nhau ta sánh vai, dù cho ngày tháng bao nhiêu âu lo, ta vẫn mãi tin chung đến suốt đời. Nhờ Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu này. Tạ ơn Chúa đã chúc phúc mối tình ta suốt quãng đường dài. Đôi lần hờn dỗi vu vơ cũng chỉ là thứ thanh. Nguyện xin Chúa mãi thương yêu hai ta đến cùng. Lời ca kết ước bằng chứng tin yêu trong ân huệ Ngài ban. Ngày ta hạnh phúc tay đang trong tay, muôn hoa thắm đón ta đến với Ngài. Ta nhìn nhau hứa trọn đời cùng nhau ta sánh vai, dù cho ngày tháng bao nhiêu âu lo, suốt đời. Nhờ Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu này. Ngày ta hạnh phúc tay đang trong tay, muôn hoa thắm đón ta đến với Ngài. Ta nhìn nhau hứa cho đời cùng nhau ta sánh vai, dù cho ngày tháng bao nhiêu lo, chung đến suốt đời. Nhờ Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu này. Nhờ Thiên Chúa chúc phúc cho tình.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Hôm nay chúng ta hân hoan quy tụ ở nơi đây, chung quanh anh An Tôn Phạm Văn Hà và chị Anna Trần Thị Mỹ Linh, trong ngày họ quyết định tiến tới đời sống hôn nhân gia đình. Đây là giờ phút rất là quan trọng, và đây là một biến cố đặc biệt trong đời sống của anh chị, là những bậc làm cha mẹ, ông bà, những người thân yêu trong gia đình hai bên và bạn hữu. Chúng ta hãy cùng hiệp ý với nhau để trước hết tạ ơn Chúa vì hồng ân sự sống Chúa đã ban cho anh An Tôn và chị Anna, vì hồng ân đức tin Chúa đã ban cho anh chị, để nhờ đức tin anh chị đã trở thành con cái của Chúa trong gia đình của Hội Thánh. Và đặc biệt giờ đây nữa, qua bí tích hôn nhân, một bí tích do chính Chúa thiết lập ngay từ ban đầu, để qua bí tích này Chúa kết hợp một người nam và một người nữ để họ trở thành vợ, trở thành chồng của nhau, để từ nay trở đi họ không còn là hai nhưng chỉ là một. Đó là sự liên kết của Thiên Chúa. Và khi Thiên Chúa liên kết anh chị, Ngài cũng chúc lành cho anh chị, để anh An Tôn và chị Anna luôn luôn chung thủy với nhau, yêu thương nhau đến trọn đời và sống hạnh phúc bình an cùng với đàn con cháu. Giờ đây chúng ta xin Chúa tha thứ những thiếu sót lầm lỗi của chúng ta, để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Bình danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Cho người thiện tâm. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là trên Thiên Chúa, là con đứng Chúa Cha.
Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh. Chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa dùng bí tích cao trọng thánh hóa tình nghĩa vợ chồng để hôn nhân tượng trưng cho sự kết hợp nhiệm màu giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Xin cho các tín hữu Chúa đây là anh An Tôn Phạm Văn Hà và chị Anna Trần Thị Mỹ Linh biết thực hiện trong cả đời sống ý nghĩa sâu xa của bí tích hôn nhân họ sắp cử hành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách sáng thế. Thiên Chúa phán: chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh chúng ta và giống như chúng ta, và họ hãy làm chủ cá biển, chim trời, mọi thú rừng, tất cả trái đất và mọi loài bò sát di chuyển trên đất. Vậy Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh mình. Ngài tạo dựng họ theo hình ảnh Thiên Chúa. Ngài tạo dựng họ có nam, có nữ. Thiên Chúa ban phúc cho họ và Thiên Chúa phán với họ: hãy phát triển và sinh sôi cho nhiều, đầy mặt đất và chế ngự nó. Hãy làm chủ cá biển, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất. Thiên Chúa nhìn xem mọi sự Ngài đã làm ra, chúng thật là tốt đẹp. Đó là lời Chúa. Thank you.
sẽ thấy cháu con đầy đàn xung quanh, lòng hân hoan gia đình thần bao êm ấm. Nguyện xin Chúa ban ơn lành xuống giờ đây, bình an Chúa trời trung kính dân. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em hãy sống trong tình yêu thương như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và lục mình vì chúng ta. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương hội thánh và lục mình vì hội thánh để thánh hóa hội thánh. Khi người dùng nước và lời mà thanh tẩy hội thánh để bày tỏ cho mình một hội thánh vinh quang, không tỳ ố, không vết nhăn, không mắc điều khác tương tự, nhưng để hội thánh lên thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình, vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và chăm sóc nó như Đức Kitô đã yêu nuôi dưỡng và chăm sóc hội thánh. Vì chúng ta là chi thể của thân thể người, bởi thế người nam sẽ rời cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ lên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Đó là lời Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói rằng, lúc khởi đầu công trình sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ. Bởi thế người nam sẽ lìa cha mẹ để gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Như thế họ không còn là hai nhưng là một thân xác. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta hôm nay quy tụ ở đây để chúng ta cùng tham dự một nghi thức rất là thánh thiêng. Đó là việc cử hành bí tích hôn phối giữa anh Anton Phạm Văn Hà và chị Anna Trần Thị Mỹ Linh. Cuộc đời của chúng ta có rất là nhiều việc quan trọng. Càng việc quan trọng nhiều thì chúng ta càng phải dành cho nó nhiều thời gian để chuẩn bị. Từ việc chúng ta suy nghĩ là việc đó là việc gì, rồi chúng ta suy nghĩ để tìm cách giải quyết cái việc đó, sắp xếp cái công việc đó để làm sao cho nó đạt được kết quả tốt nhất. Và ai ai cũng thế, từ khi có ý tưởng, rồi các cái khâu chuẩn bị, rồi đến khi thực hành công việc, đều mong sẽ đạt được cái đích điểm mà mình mong muốn.
một bạn học sinh, sinh viên muốn trở thành một bác sĩ, bạn ấy sẽ phải thức khuya dậy sớm, phải dành nhiều thời giờ cho việc học hành ở học đường, rồi tìm tòi ở trong thư viện những cái tài liệu, những cái sách vở nó giúp cho mình có nhiều kiến thức về y khoa, về con người, vân vân, để phục vụ cho cái ước mong mà mình đang đặt ở trong chính cuộc đời của mình. Như tôi được biết thì mỗi một sinh viên để học làm bác sĩ thì phải ngồi ở ghế nhà trường, đại học khoảng chừng 5 năm. Sau đó thì có thể là 1 hoặc 2 năm đi thực tập ở các bệnh viện để làm quen với các công việc mình sẽ phải thực hiện trong tương lai. Bạn ấy càng chăm chỉ bao nhiêu, càng làm việc có tinh thần và trách nhiệm bao nhiêu thì bạn ấy sẽ có được một khối kiến thức, những cái kiến thức chuyên môn cần thiết để mà làm tốt công việc của mình. Vừa để thể hiện cái đạt được cái kết quả như mong ước, vừa qua cái công việc ấy giúp đỡ cho các bệnh nhân được mạnh khỏe, giúp cho họ lấy lại được cái sức khỏe, đem lại cái niềm hạnh phúc. Đấy là một trong những việc quan trọng. Hoặc là có những người cần phải xây một ngôi nhà, chẳng hạn những cặp vợ chồng, chẳng hạn như là anh Hà, chị Linh. Chỉ nữa đây thì chúng ta sẽ thấy anh chị sẽ cử hành bí tích hôn nhân, sẽ trở thành một cặp vợ chồng và họ xây dựng tổ ấm của họ, gia đình của họ. Thì có thể sẽ phải xây một căn nhà, hoặc là có thể bố mẹ đôi bên hỗ trợ giúp đỡ để xây dựng một cái căn nhà là cái nơi ở, nơi sinh hoạt, nơi sinh sống. Thì đấy cũng là một việc hệ trọng. Ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm, nhất là những người đã từng trải trong cuộc sống, những người đã từng làm cha, làm mẹ, lo đời sống, cơm ăn, áo mặc cho các con cái, cho mình, cho các con cái, rồi lo chỗ ở, công ăn việc làm. Thì chúng ta cũng thấy là những việc đó thật là quan trọng. Thế nhưng nó dù là quan trọng bao nhiêu, nó cũng chưa phải là quan trọng nhất. Vậy thì trong cuộc đời của một con người thì việc gì là quan trọng nhất? Chúng ta có biết được việc gì là quan trọng nhất không? Có không? Cả đoàn có biết việc gì trong cuộc sống của chúng ta, cái gì là quan trọng nhất? Gì? Hà, con nghĩ là trong cuộc đời này có nhiều việc quan trọng phải làm, nhưng mà con thấy là cái gì quan trọng nhất đối với con? Xây dựng tổ ấm. Đúng rồi, chút nữa thôi con sẽ cùng với bạn của con là bạn Anna Linh sẽ cử hành bí tích hôn nhân. Và từ giờ phút ấy các con sẽ xây dựng tổ ấm của mình. Tổ ấm ấy không phải là do sáng kiến của con người. Tổ ấm ấy không phải là tự chúng ta cố gắng mà đã làm cho cái tổ ấm ấy nó trở thành một tổ ấm đích thực. Đấy thì trong tất cả những cái việc quan trọng thì việc xây dựng tổ ấm như Anton Hà, người con em của chúng ta vừa mới nói lên, đó là một câu trả lời rất là đúng, rất là chính xác. Vậy nên khi biết nó là một việc quan trọng nhất, hệ trọng nhất trong cuộc đời thì chúng ta lại phải dành cho nó nhiều thời gian. Nhiều thời gian và phải suy nghĩ cho nó đúng đắn, trách nhiệm, suy nghĩ kỹ càng để khi đưa ra quyết định như thế này, đây không phải là một quyết định hời hợt. Quyết định xây dựng gia đình, quyết định kết bạn với người này, giữa người này, giữa người kia, đó là một quyết định hết sức là quan trọng. Tôi cũng hay nói với các đôi hôn nhân chuẩn bị đời sống hôn nhân gia đình, tôi có nói là các con cứ nghỉ thử cha thì hỏi các con xem, bây giờ các con có tiền, các con xây cái nhà 5 tầng. Các con xây một cái nhà 5 tầng rất là đẹp. Nhưng mà còn được khoảng chừng 5-7 năm nữa, các con làm ăn khá giả, thành công trong công việc. Các con thấy cái ngôi nhà 5 tầng ấy nó vẫn chưa đủ để cho sinh hoạt, hoặc là cái mốt đấy nó không còn phù hợp nữa, con không thích nữa. Thì
các con có thể ủi nó đi. Bây giờ máy móc nó sẵn lắm, chỉ thuê một ca máy ủi thôi, nó ủi trong vòng vài tiếng thôi, thì có 5 tầng hay 10 tầng thì nó cũng ủi cũng dễ lắm. Xong, bỏ nó đi săn phẳng đi, rồi chúng ta lại làm một ngôi nhà mới 7 tầng, 10 tầng, ví dụ như vậy, đẹp hơn theo ý muốn của mình. Điều đó thì được, rất được. Hay là một bạn kia đấy học bác sĩ, làm bác sĩ, nhưng mà bạn ấy hành nghề bác sĩ, làm nghề bác sĩ khoảng chừng 10 năm, 20 năm. Bạn ấy thấy là cái nghề bác sĩ này vất vả quá, cái công việc này nó vượt sức của bạn ấy. Thì bạn ấy có thể bạn ấy thay đổi công việc khác, bạn ấy lựa chọn trong các công việc, cái công việc nào nó phù hợp với sức khỏe, với cái mong muốn, và bạn ấy cảm thấy hạnh phúc với cái công việc mới của mình, thì đấy, bạn ấy có thể làm được. Ấy thế nhưng khi mà đã quyết định xây dựng tổ ấm gia đình, và đặc biệt là hôn nhân công giáo, hôn dân giữa hai người công giáo, khi đã cử hành tại nhà thờ như thế này, thì không thay đổi được. Bí tích hôn nhân khi đã cử hành rồi, một lần cho tất cả. Tôi cũng hay hỏi các đôi hôn nhân, các con có giao kèo với nhau là chúng ta chỉ sống với nhau trong đời sống vợ chồng được khoảng 70 năm hay là 80 năm không? Hay là 90 năm thôi, sau 90 năm hôn nhân sống với nhau thì chúng ta giải tán, chúng ta đi theo ngả của mình. Có được không? 100 năm được không? 100 năm tức là cái người ấy sẽ chấm 120 tuổi, có được không? Ví dụ như vậy, được không? Được không? Được á? Đấy. Được là được thế nào? Khi đã ký kết hôn nhân thì không có điều kiện nào khác, không có thời hạn. Hôn nhân công giáo có mấy đặc tính con? Linh Hà, mấy đây? Số này là số mấy? À, số 2, đúng rồi. Một là cái gì? Mấy vợ, mấy chồng? Một vợ, một chồng. Nó mang tính gì đấy? Cái gì đây? Duy nhất. Có thời hạn không? Các con bảo chơi, mình sống với nhau 100 năm thôi, sau đó giải tán, được không? Không, thế thì gọi là cái gì? Vĩnh viễn, vĩnh cửu, vĩnh viễn, mãi mãi. Đấy, chúng ta thấy không? Hôn nhân công giáo rất là chắc chắn. Nó không như là xây một cái tòa nhà rồi không thích thì ủi nó đi làm nhà tòa nhà khác. Không như là nghề bác sĩ, thích thì làm, không thích thì đi chuyển nghề khác. Đây không phải là thích xây dựng gia đình rồi lúc không thích, không hợp nhau thì giải tán, không có. Nhưng mà trong cuộc sống có không? Có không? Nhiều. Chúng ta thấy ngày càng ở trong xã hội ngày hôm nay, cái hôn nhân và gia đình, đời sống hôn nhân và gia đình đang bị có nguy cơ coi thường, coi nhẹ. Có rất là nhiều bạn trẻ yêu nhau rất là nhanh, quyết định rất là nhanh, tổ chức lễ cưới cũng rất là nhanh. Nhưng rồi một thời gian cũng không dài, ngắn thôi, là ai đi đường nấy. Nhiều lắm. Cái tỷ lệ hôn nhân đổ vỡ ngày hôm nay ở trong xã hội của chúng ta là khá nhiều. Tại vì sao? Đấy, câu trả lời bây giờ hỏi, tại sao mà hôn nhân ngày hôm nay người ta đổ vỡ nhiều thế? Bây giờ thì chúng ta cũng hãy cố gắng đi tìm ra câu hỏi, câu trả lời cho cái câu hỏi ấy. Thì chúng ta cũng biết rằng đời sống hôn nhân, người vợ, người chồng như chúng ta được nghe trong các bài thánh kinh, nhất là trong bài đọc thứ nhất, sách sáng thế, Thiên Chúa tạo dựng con người và vũ trụ. Và trong cái vũ trụ được tạo dựng ấy, Chúa dựng nên con người như hình ảnh của Chúa, và Chúa trao cho con người làm quyền làm chủ tất cả mọi loài. Và Ngài cũng có nói rằng hãy sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất. Thế nên cái mục đích hôn nhân công giáo nó có mấy mục đích hả? Mấy? Mấy đây? Cũng hai. Một là cái gì? Đây, những người này thì đa số không phải là người đi tu, thì đương nhiên là sống đời sống vợ chồng. Có ai độc thân không? Có ai đời sống độc thân giữa đời không? À, ai cũng sống vợ chồng. Thế vậy thì hôn nhân công giáo của chúng ta có mấy mục đích? Mấy?
2 hay 3 hay 4 hay 5 bao nhiêu? Mấy? Mấy? 2. Cái gì hả? Con mới học giáo lý hôn nhân thì chắc con nhớ chứ. Làm cái gì phải có mục đích chứ, đúng không? Dắt cái xe ra khỏi đường thì mình cưỡi lên cái xe, mình biết là cái đích điểm mình đến ở đâu, đúng không? Thì hôm nay có con tổ chức bí tích hôn nhân, xây dựng đời sống vợ chồng thì con biết mục đích. Có 2 mục đích đúng rồi. Một là cái gì? Lấy nhau về để uýnh nhau à? Hả? Làm gì? Nếu không uýnh nhau thì là cái gì? Yêu thương nhau, hỗ trợ, tương trợ nhau một thời gian thôi, đúng không? Không. Đấy, mãi mãi chọn cuộc đời. Đấy là mục đích thứ nhất. Mục đích thứ hai là gì? Có đôi kia chuẩn bị kết hôn với nhau, bảo chứ thôi nhá, tôi với cô lấy nhau không có sinh nở âm gì, sinh nở âm gì cho nó vất vả, đầy việc, bao nhiêu việc bận, bao nhiêu việc làm, không có sinh đại, không kìa. À, như thế có được không? Không. Làm sao mà được được? Bởi vì khi không thực hiện hai mục đích của hôn nhân, đó là một, mục đích thứ nhất là vì lợi ích của đôi bạn, tức là yêu thương nhau và nâng đỡ nhau. Và mục đích thứ hai, như Chúa nói ở trong bài đọc thứ nhất, hãy gì? Hãy sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất. Nếu mà chúng ta thỏa thuận với nhau là không sinh đẻ gì, nếu mà bố mẹ chúng ta cũng thỏa thuận như thế thì chúng ta có mặt ở trên đời này không? Có không? Nếu mà ông bà chúng ta cũng thế, cũng được trước khi cử hành hôn nhân cũng thỏa thuận với nhau là không có sinh nở gì, thì có bố mẹ của chúng ta không? Có chúng ta không? Thế giới này còn không? Không. Đấy, thì chúng ta thấy rõ ràng nha. Hai cái vấn đề, thứ nhất là về đặc tính hôn nhân là duy nhất một vợ một chồng, chứ không phải là một chồng hai vợ hay là một vợ ba chồng. Không có, không có chuyện đấy. Thứ hai là không phải là theo thời hạn. Ai mà thỏa thuận theo thời hạn này, có bậc cử hành lễ cưới, có lòng trọng linh đình nhất cả làng thì cũng không thành sự, không thành sự. Đấy, đặc tính thứ hai đó là vĩnh viễn, không bao giờ thay đổi. Còn mục đích gì? Có hai mục đích. Mục đích thứ nhất về lợi ích đầu tiên cho đôi bạn, đó là họ yêu thương nâng đỡ nhau. Từ lấy anh về không phải là hàng ngày anh giặt giũ quần áo cho tôi, nấu cơm cho tôi. Không, cái đấy cũng có lúc mà vợ bận rộn hay là vợ mệt yếu, ốm yếu chẳng hạn, hay lúc sinh nở chẳng hạn, thì lúc đấy thì người chồng thì phải giặt giũ rồi phải cơm nước cho vợ chứ, chuyện đấy đâu có cái gì xấu đâu. Nhưng mà không phải là tôi lấy anh về anh sẽ trở thành người hầu của tôi, hay là tôi lấy cô về cô trở thành ô xin của tôi. Không, bình đẳng. Đó là cái đặc, đó là cái mục đích là hỗ trợ tương trợ nhau. Mục đích thứ hai đó là trao ban sự sống. Chúng ta thấy rằng chúng ta rất là hạnh phúc khi đời sống gia đình chúng ta đã được kết hợp, được cộng tác với Thiên Chúa trong việc trao ban sự sống, thì không khác gì là chúng ta đã cộng tác với Chúa trong công trình sáng tạo. Chỉ có Thiên Chúa là cội nguồn của sự sống. Chỉ có Thiên Chúa là cội nguồn của tất cả tình yêu, bởi vì chúng ta đã thấy Thiên Chúa là tình yêu như Thánh Gioan định nghĩa. Thế nên chúng ta, những người đang sống đời sống hôn nhân gia đình, hay là đôi bạn của chúng ta đây bắt đầu bước vào đời sống hôn nhân gia đình, thì chúng ta cũng hãy kín múc tình yêu chính từ suối nguồn, đó là Thiên Chúa. Thiên Chúa trao ban tình yêu cho con người, và chúng ta cũng có bổn phận hãy trao ban tình yêu cho nhau, rồi chúng ta cộng tác với Chúa trong việc sáng tạo khi trao ban sự sống cho các con cái của chúng ta. Cầu mong lời Chúa hôm nay sẽ soi dẫn cho đôi tân hôn mới của chúng ta biết yêu thương nhau như thời lời Thánh Phaolô nói với chúng ta, và đặc biệt cho đôi hôn nhân trong bài đọc thứ hai. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình. Hỡi những người làm vợ, hãy tôn trọng chồng mình, giống như Hội Thánh đã yêu thương và tôn trọng Đức Kitô. Và chúng ta thấy rằng hôn nhân gia đình nó thể hiện được cái mối tình giữa Thiên Chúa và con người, cụ thể nơi con người Giê-xu Nazareth và với Hội Thánh của Người. Cùng với cộng đoàn, cha cầu chúc cho hai con luôn luôn hạnh phúc, bình an, sống trung thành với nhau và yêu thương nhau trọn cuộc đời của mình.
Giờ đây xin mời cộng đoàn chúng ta tham dự phần cử hành bí tích hôn phối của anh Anton và chị Anna. Các con rất thân mến, các con đến cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô rang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh để các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân mà chính Người đã dùng bí tích thanh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, cha hỏi ý kiến, cha hỏi các con về ý định của các con. Anh Anton Phạm Văn Hà và chị Anna Trần Thị Mỹ Linh, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa cha, không. Thưa cha, không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa cha, có. Thưa cha, có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa cha, có. Thưa cha, có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa cha, có. Thưa cha, có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau để nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh Anton Phạm Văn Hà xin nhận em Anna Trần Thị Mỹ Linh làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Anna Trần Thị Mỹ Linh, xin nhận anh Anton Phạm Văn Hà làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu, chuẩn y sự ưng thuận các con vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa ban phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa, tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà các con sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Amen. Em Anna Trần Thị Mỹ Linh xin em hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh, nhân dân cha và con và Thánh Thần. Anh Anton Phạm Văn Hà xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em, nhân danh cha và con và Thánh Thần. Kính thưa cộng đoàn, trước mặt chúng ta đây là một gia đình mới. Họ đã chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Đây là giờ phút thật đặc biệt. Chúng ta hãy hân hoan dùng một tràng pháo tay thật giòn giã để chúc mừng cho đôi bạn. Chào chúc mừng các con. Chúc các con hạnh phúc. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là tình yêu. Trong ý định tạo dựng của Người, Thiên Chúa muốn chúc phúc cho đời sống hôn nhân và gia đình. Hôm nay cùng chia vui với anh Anton Phạm Văn Hà và chị Anna Trần Thị Mỹ Linh vừa thành hôn với nhau, chúng ta cùng dâng lên cha những lời cầu nguyện. Vì Hội Thánh là hiền thê yêu quý của Chúa Kitô, chúng ta hãy cầu xin Chúa luôn thánh hóa giữ gìn để Hội Thánh luôn trong trắng tinh tuyền, xứng với sứ mạng của mình. Chúng con cầu xin Chúa. Vì yêu thương thế gian,
Chúa Kitô đã đến chia sẻ cuộc sống con người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các dân tộc được vui sống trong tình bác ái huynh đệ và nỗ lực thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau. Chúng con cầu xin Chúa. Vì đời sống gia đình tại trần gian luôn pha lẫn vui buồn, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho anh chị em đã thành hôn hôm nay biết luôn ý thức lời kết ước của mình để sống trung tín với Chúa và với nhau. Chúng con cầu xin Chúa. Vì vai trò cao quý của gia đình, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi gia đình trong giáo xứ luôn thể hiện nơi tổ ấm của mình một cộng đồng đầy lòng tin, chuyên cần cầu nguyện và góp phần làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái tông đồ. Chúng con cầu xin Chúa. Nhâm lời chúng con. Lạy Cha Chí Thánh, trong ý định yêu thương cứu độ của Cha, Cha đã thiết lập và tái tạo đời sống các gia đình. Xin lắng nghe lời con cái nguyện cầu mà tuôn đổ muôn phúc lành cho đời sống chúng con, cách riêng cho đôi tân hôn vừa thành hôn với nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho anh An Tôn và chị Anna vừa thành hôn theo luật hội thánh. Mối duyên này Chúa đã xe định, xin cũng an bài cho họ được trăm năm hạnh phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa ở chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã muốn kết hợp hai người nam nữ bằng hôn ước để họ suốt đời gắn bó yêu thương và sống hòa thuận trong tình nghĩa vợ chồng. Để nhờ cuộc hôn nhân thánh thiện, con cái Cha ngày thêm đông đảo. Thật vậy, nhờ Cha dự liệu và ban ơn, Cha làm nên hai điều kỳ diệu là cho đôi bạn sinh con cái để trần gian được tăng vẻ huy hoàng và cho con cái của họ được tái sinh để giáo hội càng thêm phát triển nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha và tung hô rằng: Thánh thánh thánh, Chúa là Thiên Chúa càng đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tùng đấng ngự đến nhân gian Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thay hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa.
Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giảm nguyện rằng chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nữ Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con chúng con. Xin chớ để chúng con xa chứa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy dâng lên Cha trên trời lời cầu nguyện thiết tha. Xin Người tuôn đổ muôn phúc lành cho anh chị An Tôn Phạm Văn Hà và Anna Trần Thị Mỹ Linh vừa thành hôn với nhau theo nghi thức Kitô giáo. Người đã liên kết họ bằng giao ước thánh và bằng bí tích mình vào máu thánh Đức Kitô. Xin Người cũng cho họ trọn đời yêu thương nhau. Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng, Cha đã tạo dựng muôn loài từ hư vô và an bài mọi sự trong trời đất ngay từ thuở ban đầu. Khi dựng nên con người giống hình ảnh Cha, Cha đã đặt người nữ làm trợ tá bất khả phân ly của người nam. Vì vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Như thế Cha dạy chúng con rằng, sự gì Cha đã phối hợp nên một, loài người không bao giờ được phép phân ly. Lạy Cha, Cha dùng bí tích cao trọng thánh hóa tình nghĩa vợ chồng để hôn nhân tượng trưng cho sự kết hợp nhiệm màu giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Lạy Cha, Cha đã phối hợp người nữ với người nam và từ nguyên thủy đã chúc phúc cho xã hội họ gầy dựng nên được sinh sôi nảy nở. Lời chúc phúc này dù nguyên tội hay đại hồng thủy cũng không xóa bỏ được. Xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chị Anna Trần Thị Mỹ Linh vừa thành hôn với anh An Tôn Phạm Văn Hà và đang cầu mong được Cha ban ơn phúc. Xin cho chị được đầy lòng yêu thương, biết ăn ở thuận hòa,
luôn noi theo hương các thánh nữ được tán dương trong sách thánh. Xin cho anh An Tôn biết chọn niềm tin tưởng ở chị Anna và nhìn nhận chị là người bạn bình đẳng và cũng được thừa hưởng sự sống là hồng ân Chúa ban. Xin cho anh luôn biết kính trọng và yêu thương chị như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh. Vậy giờ đây, lạy Cha, xin cho đôi tân hôn này được kiên trì giữ vững đức tin và thiết tha yêu mến luật Cha, được chọn tình chung thủy với nhau để nêu gương một đời sống thánh thiện. Xin ban cho họ được sức mạnh của tin mừng để họ trở nên những nhân chứng đích thực của Chúa Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ được đông con nhiều cháu, được trở nên cha mẹ mẫu mực khôn ngoan, và khi đã trải qua tuổi thọ an nhàn, họ được về thiên quốc cùng các thánh hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin Thiên Chúa đây đứng xóa tội trần gian, phục cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời để linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã an bài cho hai anh chị An Tôn và Anna kết duyên với nhau và đã dùng bí tích hôn nhân mà thánh hóa mối tình của họ. Chúa lại còn cho họ đồng bàn cùng ăn một bánh, uống chung một chén. Giờ đây vì lễ tế này, xin Chúa ban dồi dào ân sủng để họ sống hòa thuận trong cùng một tình bác ái. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ anh chị luôn hòa thuận yêu thương nhau. Xin Đức Kitô ban cho anh chị được bình an và cho gia đình hằng yên vui đầm ấm. Xin cho anh chị được hồng phúc có con nối dõi tông đường, được bạn hữu mến thương giúp đỡ và sống hòa hợp với hết mọi người. Chúc anh chị trở thành nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa giữa thế gian, luôn rộng lòng đón tiếp người đau khổ và nghèo đói, để ngày sau chính họ sẽ đền ơn và mời đón anh chị vào nhà Cha trên trời. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy nói với tôi để được nghe tiếng thơm ngọt ngào. Tình yêu đó đã biến hồn tôi để từ nay hiến thân vì người. Bạn tình ơi, đây mùa hạnh phúc để Thiên Chúa thương ban ơn trời. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi để tình yêu
được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở, và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy, để tình yêu được tràn đầy.